Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay cũng khá là lâu rồi mình không có thời gian vào trong trại lợn lớn, lợn rừng lớn trong Yên Lập mọi người nhé. Nên là anh em mình đã có dịp và để quay video chia sẻ với mọi người. Tức là cũng như là trong thời điểm này thì giá lợn như sao thì mình sẽ thông báo với mọi người nhé. Để ai có nhu cầu liên hệ mua lợn giống hay là lợn thịt thì cứ comment dưới video mình nhé. Đấy, mình sẽ quay trở trực tiếp với mọi người nhé. Đây là mình quay đầu của quy mô chuồng trại mình nhé. Đây là khung không gian đầu tiên khi bước vào trang trại mình nhé. Khung trại nó cũng khá là rộng đấy, khá là rộng rãi luôn. Đấy, mình cũng chia sẻ với mọi người trong video trước nhiều rồi. Lần này mình sẽ tiếp tục chia sẻ lại mọi người nhé. Đây là quay luôn cho mọi người trong cái thời điểm này thì đây là lợn giống lợn bố mình nhé. Lợn bố rất là nhiều này. Đó. Đây là những lợn bố rất là to, khá là lớn mọi người nhé. Nhìn mọi người nhìn giống lợn này thì mọi người đảm bảo là biết là lợn rừng. Là thật là lợn rừng chứ không phải là lợn lai hay là lợn pha ép này ép nọ mình nhé. Đó. Đây là chuồng trại đầu tiên này. Ra để nhốt những chú lợn mọi người nhé. Đó, những cái lợn là chuẩn bị ghép nái mọi người nhé. Này ghép nái những chú lợn như này này. Mọi người đây là lợn giống mọi người, ai có nhu cầu mua lợn giống mà để chuẩn bị ghép nái để sinh sản đẻ thì đây mọi người nhé. Đây là những chú lợn đang được gia chủ chuẩn bị ghép nái mọi người nhé. Sâu bên trong này cũng còn khá là nhiều mọi người nhé. Đấy, dẫn như gian chuồng này khá là nhiều mọi người nhé. Đó. Mình quay video chia sẻ với mọi người như thế. Bên ngoài này khá là rộng rãi mọi người nhé. Đó. Cũng khá là lâu rồi. Nó khoảng rơi vào khoảng gần 1 năm trời mình chưa bước chân vào trong khu trang trại này mọi người nhé. Nay mình cũng tiện chuyến đường mình vào để tiếp tục quay chia sẻ với mọi người. Đây là trang trại của gia chủ này cũng liên quan đến gia đình nhà mình nhé mọi người nhé. Nên là mình ai có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với mình sẽ gửi số điện thoại của gia chủ cho mọi người trực tiếp giao dịch mọi người nhé. Đó. Đây những lợn con bố đấy, rất là to. Bên kia là chú nái mẹ mọi người nhé. Đây là lợn bố này, lợn bố này. Nhìn mặt là lợn bố của nó dừng ép một xịn mọi người nhé. Ở bên dưới kia là nái mọi người nhé. Nái, đây là bố này. Đằng kia nữa, xa xa đằng kia có một lợn bố nữa mọi người nhé. Đó. Sẽ đưa chân mọi người vào khu bên trong mọi người nhé. Rất là rộng rãi. Đó, như là trước mình chia sẻ với mọi người đây. Khu chăn nuôi nó rộng, rất là rộng mọi người nhé. Khoảng 6-7 ha của gia đình. Còn đâu là của dân làng mọi người nhé. Tuần này thì lợn nó cũng còn vẫn còn đi ăn chưa về hết mọi người nhá. Đây, đây mình quay trực tiếp với mọi người bên ngoài khu không gian bên ngoài này, lợn nó về nó nghỉ chân để chuẩn bị ăn tối mọi người nhá. Đó, đây là những chú lợn mà chuẩn bị giao bán ấy, sắp xuất chuồng được cả mình nhá. Bên trên kia xa bên trên kia rất nhiều nhá. Đó, đây. Ai có nhu cầu thì cứ liên hệ comment video mình nhá, mình sẽ gửi số gia chủ, mọi người thì liên hệ trực tiếp luôn. Đấy. Những chú lợn này mình tưởng cho mình cho ăn nên là lao vào để ăn mọi người nhé. Còn những cái ô này thì để tách lợn con ra mọi người nhé. Cái lợn con để chăm sóc sức khỏe cho tốt hơn mọi người nhé. Đây là lợn già già rồi đấy, chứ không phải là con hẳn. Còn bên trong kia nữa. Chú chuồng trại bên trong kia mọi người nhé. Đó, rất là rộng rãi. Thì những chú lợn này nó có rơi vào khoảng 25-30 cân mọi người nhé. 25-30 cân. 25-30 cân thì thịt rất là ngon mọi người nhé. Bên trên này là lợn kia. Kia là con lợn đang mang thai sắp sinh sản nhé, đang mang thai bụng rất là to kìa, đó, mang thai sinh sản, đó, rất là nhiều rồi nhá, không gian chăn nuôi rất là rộng luôn, lợn đảm bảo là sạch sẽ, ngon, thịt thơm ngon rồi nhá, đó, bên phần bên trong chuồng này cũng có một chút nữa này, à nó ra hết rồi mọi người nhá, nó ra hết rồi, tách riêng phần này thôi, tách riêng những con này ra rồi, đâu là nó ra hết rồi nhá. Mặt bên kia thì khu trang trại mặt bên kia thì cũng khá là rộng rồi nhá, gửi keo lên tít trên đỉnh núi cơ nhá, xa xa tít trên đỉnh núi cơ, đó, rộng, bao nhiêu khe, bao nhiêu thùng, khá là rộng luôn. Bên trên kia là một khu trang trại chăn nuôi lợn con lúc này nhá, mình sẽ chia sẻ sau với mọi người. Đây là mình chia sẻ với mọi người này, đấy, đó, lợn, đây là những cặp mà lợn chuẩn bị sinh sản mọi người nhá, kia một con kia bụng rất là to, còn kia đấy hai con nái sắp sinh sản mọi người nhá. Và còn những con mới kế mọi người nhé, còn những con bé hơn thì là lợn thịt mọi người nhé, thịt rất là rộng rãi, không gian rất rộng rãi mọi người nhé. Bên ngoài kia thì nó còn lác đác trên núi chưa về mọi người nhé, buổi sam chiều thì nó đi ăn đang về dần mọi người nhé. Nó giống thời gian này thì cũng giao được rất là nhiều mọi người nhé, gia chủ cũng xuất chuồng rất là nhiều nên là cái số lượng nó giảm bớt đi mọi người nhé, nó không nhiều như đợt trước, nó giảm bớt đi khoảng trên dưới 100 con mọi người nhá. Đấy, nó mình bởi vì mình chăn nuôi thì khi đến lứa tuổi thì mình giao bán đấy mọi người nhá. Để cho nó
là hiệu quả hơn, năng suất hơn. Mình nuôi nhiều, nuôi lâu thì nó ngon thịt, nhưng nó già thì nó sẽ rất là tốn chi phí của mình nhá. Nên là mình tốt nhất là mình đến lứa tuổi bán được mà có khách hàng đến mua thì mình cứ giao bán đi mọi người nhé, để mình kế tiếp những đàn tiếp theo mọi người nhé, những đàn đàn nhỏ hơn để mình cho nó sinh sống và trưởng thành lên để mình tiếp tục lại buôn bán tiếp mọi người nhé, giao tiếp. Ra là rất là sạch sẽ đảm bảo mọi người nhé, thoáng mát, mùa hè rất là tốt cho môi trường, sức khỏe cho đàn lợn mọi người nhé. Đó. Đấy, tiếp tục đưa chân mình quay với mọi người về một lô môi trường nhỏ. Đây, đó. Đây là lợn nái sinh sản đấy mình nhá. Khi ra lợn sọc dưa nhỏ 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 kia rất là đẹp mình nhá. Đó, lợn sọc dưa đó. Sinh sản mình nhốt xong quy mô nó rất là sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe cho lợn nhá. Bên trên này là lợn nó tối nó ngủ bên trên này nhá. Sẽ bên trong kia là nó có cái hầm để cho lợn chui vào tối ngủ thôi. Mùa rét thì tránh gió, tránh rét mình nhá. Mùa hè thì nó mát hơn. Bên ngoài này thì nó hơi nắng mình nhá. Đó. Bên ngoài chỉ là chỗ ăn uống ấy, sinh hoạt, những cái máng ăn uống sinh hoạt. Ấy. Đó. Khá là đẹp rồi nhá. Đó, đây là lợn con này khá đẹp rồi này. 2 4 6 8 10 12 13 14 con rồi nhá. Cả chui bên trong kia khá rất là nhiều nhá. Đó. Lợn mẹ này, lợn mẹ. Lợn mẹ F1 xịn rồi nhá. Đó, là lợn ba chân lông. Lợn lông rất là dày, như là tóc luôn, rất là dày, rất cao rồi nhá. Đó, đây là mình tiện chân hôm nay mình vào quay video trang trại để chia sẻ với mọi người. Trước hết là cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhá. Và cũng mong một mọi người nhớ xem video thì nhấn đăng ký để nhận nhiều video mới từ kênh, cũng như giúp mình có động lực để mình quay video chia sẻ với mọi người nhiều hơn nhé. Trong video thì mình cũng nói với mọi người rồi, ai có nhu cầu thì cứ comment video, mình liên hệ trực tiếp với mọi người, mình cũng như có chia sẻ mình cho mọi người số điện thoại của gia chủ trực tiếp trang trại, mọi người giao dịch, mọi người lấy số điện thoại gọi trao đổi và tìm địa chỉ để đến để mua lợn mọi người nhé. Đó. Thế đây, cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Bây giờ mình xin phép tạm dừng video tại đây. Thế đây, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nhá. Bye bye mọi người nhá. Bye bye.